Mời anh chị lên chọn phòng. Mời anh chị lên chọn phòng ạ. Dạ, vậy bây giờ anh chị muốn đặt cưới ngày nào ạ? Giữa tháng 9 được không? Giữa tháng 9 không anh? Chủ nhật ngày 18 tháng 9 được không anh? Ngay Trung Thu luôn. Trung Thu là Tết thiếu nhi. Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều? Chơi nhiều rồi lại làm liệu? Chơi luôn. Tuyệt. Anh chị chỉ cần đặt cọc 240 triệu trong vòng 2 tuần. Xin mời anh chị ký vào đây. Chúc mừng ông bà. Lý Kiều Anh. Cho nhau một đời. Không có nhây ở đây nha. Tôi là sếp. Ôi. Có ai theo dõi mình không vậy? Anh đã kiểm tra kỹ chưa? Không. Không hả? Anh không kiểm tra luôn hả? Anh không sợ mình bị phát hiện hả? Có. Ý anh là không. Không không được có. Bây giờ anh nói gì em không hiểu gì hết. Bây giờ em mệt mỏi quá. Thu em không? À. Khi các bạn bắt đầu làm việc ở đây, ai cũng đã phải ký một hợp đồng lao động và trong đó có điều khoản cấm cặp bồ. Theo quy tắc của công ty thì một trong hai người phải nghỉ việc. Chọn đi. Một cái cây ATM ở Cần Thơ đưa dư tiền cho người ta tới 240 triệu lận. Yeah! Mày rút tiền cho tiền gấp 4 hả? Chết. Tại sao máy ATM lại cho không tới 240 triệu? Sếp muốn cử em xuống đó để lấy tiền về lại cho công ty. Bà Vũ đi phụ em. Hashtag khiêm tốn. Chỉ có vậy thôi. Đơn giản như ơn giản. Nếu như anh không lấy lại được tiền, anh sẽ là người nghỉ việc. Chơi luôn. Trong này phải có hơn 800 cái giao dịch. 847, chính xác. Một ngày làm sếp thì cả đời sẽ làm sếp. Nếu như anh không lấy lại được tiền, anh sẽ là người nghỉ việc. Cá không? Chơi luôn. Trong này phải có hơn 800 cái giao dịch. 800.